Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Anh Đa Đi ớt là một chuyên gia người nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của anh đi công tác và làm việc khá nhiều nơi trên thế giới, trong đó có một thời gian khá dài anh ở châu Âu. Trong thời gian ở Đức, anh đã gặp gỡ rất nhiều chiếc xe đạp sa bàn trên đường và rất ưa thích vì vẻ đẹp hình thức cực kỳ thu hút và chất lượng quá đỉnh của sa bàn. Xe sa bàn rất được ưa chuộng ở các thị trường có tiêu chuẩn cao như Đức và được bán khá rộng rãi ở các thị trường các nước phát triển. Và thời gian này thì anh Đa Đi ớt tới làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Anh muốn mua cho mình một chiếc xe đạp đua sa bàn chạy độ 1-5 và nói với một người bạn của mình, đó là anh Siêu. Vâng, anh Siêu là một người yêu thích xe đạp và đặc biệt anh chính là khách hàng của shop xe đạp thể thao Vít.com từ năm 2019. Khi đó anh cũng muốn mua một chiếc xe đạp sa bàn cho mình tại Việt Nam. Anh ấy đã tìm hiểu khá nhiều và liên hệ với shop. Anh trao đổi muốn mua hai chiếc sa bàn độ 6 phiên bản chạy 1-5 thời đó và hiện tại đã được nâng cấp lên sa bàn Win 8 đây. Và nhờ shop tư vấn rất nhiều thông tin về mẫu xe này. Khi shop đã tư vấn đầy đủ thông tin cho anh rất hài lòng và nói rằng một tuần sau anh sẽ có việc ra Hà Nội. Anh sẽ đến tận shop để xem xe trực tiếp và đúng như lịch trình khi tới tận shop xem xe trực tiếp, anh Siêu nói. Xe quá đẹp, đúng như những gì mình muốn và ok. Shop chuyển xe về Hồ Chí Minh cho anh nhá. Sau 4 năm khi người bạn của mình là anh Đa Đi ớt cần mua xe đạp Sava thì anh Siêu ngay lập tức liên hệ lại với shop xe đạp thể thao Vít.com hỏi còn nhớ tôi không? Tất nhiên là shop vẫn luôn nhớ và có thông tin của anh. Anh ấy rất vui và nói bạn tôi muốn mua xe đạp đua Sava chạy độ 1-5, hãy gửi cho anh ấy nhé. Và anh Đa Đi ớt trao đổi với shop để hỏi thêm các thông tin anh ấy cần lựa chọn màu sắc size cho mình. Chỉ nửa ngày sau anh Đa Đi ớt đã chốt được chiếc xe cho mình và đặt cọc ngay cho shop. Và shop đã bán rất nhiều xe cho người nước ngoài. Shop luôn hỗ trợ tốt nhất việc vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ phiên dịch cho khách hàng. Khi nhận xe, khách hàng luôn hài lòng nhận được những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, không chỉ phục vụ khách hàng người Việt Nam mà còn phục vụ các khách hàng quốc tế để luôn trải nghiệm những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Và đây chính là chiếc Sava Win 8 siêu phẩm đua Phong Chiến 8 của anh Đa Đi ớt ở Hồ Chí Minh, một chuyên gia người nước ngoài đã đặt mua từ shop xe đạp thể thao Vít.com. Sava, thương hiệu xe đạp thể thao của Đức được nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc nguyên này nguyên kiện về tới Việt Nam như này anh chị nha. Anh Đa Đi ớt thì đặt chiếc bộ đen ghi size 50 và ngay bây giờ shop sẽ mở thùng kiểm tra trước khi giao cho bên vận chuyển gửi đến cho anh. Vâng, anh chị thấy là xe được nhập khẩu và đóng gói rất cẩn thận chắc chắn đây ạ. Được bọc mút rất kỹ cũng như là được đệm chống sốc chống xước đây. Vâng, em sẽ nhấc ra và giới thiệu nhanh về mẫu Sava Win 8 này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Sava Win 8 Phong Chiến 8 có cấu hình full carbon và sử dụng full roof Shimano 1.5R7000 22 tốc độ của Nhật Bản. Hiện đang có 4 màu, đây là màu đen ghi, có màu xanh vàng, màu đỏ trắng và màu trắng đen. Cùng với 3 size, đó là size 47, size 50 và size 52. Với thiết kế khung bằng carbon cao cấp, thiết kế khung rất đẳng cấp. Khung càng cọc yên, tay lái, vành bằng carbon. Vành carbon cao 5cm của hãng Sava. Sử dụng phô tăng bằng hợp kim nhôm. Bộ chuyển động Shimano 1.5R7000 gồm có tay đề số, phanh trước phanh sau Shimano 1.5R7000, gạt đĩa Shimano 1.5R7000, đùi đĩa Shimano 1.5R7000, gạt líp Shimano 1.5R7000, líp thả 11 tầng Shimano 1.5R7000, 22 tốc độ sử dụng xích KMC X11, cốt giữa sử dụng cốt SBB, nốt Continental Ultra Sport 700x25C, sử dụng cặp đùm bằng nhôm bi bậc đạn của hãng Novatec. Và toàn bộ thông tin chi tiết về Sava Win 8 Phong Chiến 8 này shop đã đăng tải rất chi tiết trên web xe đạp thể thao Vít.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại 0983315936 đang hiện trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.